Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Chào bạn và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các biểu hiện có thể gặp sau khi tiêm thuốc tránh thai. Tiêm thuốc tránh thai là một trong những biện pháp tránh thai tạm thời sử dụng hormone được ra đời từ lâu và càng ngày thì nó càng phổ biến. Thời gian tác dụng của loại tiêm kéo dài, bạn không cần phải uống thuốc mỗi ngày nữa mà chỉ cần tiêm một lần là có thể tránh thai trong khoảng 3 tháng rồi. Tuy nhiên thì như dùng thuốc tránh thai ở đường uống thì tiêm cũng sẽ xảy ra những tác dụng phụ không mong muốn. Tiêm thì có hiệu quả là rất cao, khoảng tới 98% và chứa các loại hormone là progestin, là tiêm đơn thuần loại progestin hoặc là tiêm cả hai loại hormone là progestin và estrogen. Loại thuốc này được chỉ định cho bạn là tiêm bắp và định kỳ là khoảng 1 đến 3 tháng một lần. Sau khi tiêm thuốc tránh thai thì thời gian tác dụng kéo dài từ 1 đến 3 tháng tùy từng loại thuốc. Vì thời gian tác dụng dài nên bạn không cần phải uống thuốc tránh thai thường xuyên, tránh hiện tượng quên thuốc và làm giảm tác dụng của viên uống. Nhưng nếu có tác dụng phụ ảnh hưởng thì chúng ta không thể dừng ngay được. Bình thường là nếu như chúng ta uống thuốc tránh thai hàng ngày mà chúng ta thấy nó có những tác dụng phụ thì chúng ta có thể dừng ngay. Nhưng mà với tiêm thì chúng ta phải hết cái thời gian tác dụng của thuốc. Cho nên cần phải chú ý rằng là nếu như mà bạn có nhiều cái tác dụng phụ khi mà dùng thuốc tránh thai mà nó buồn nôn, làm cho bạn buồn nôn quá, rồi là bạn khó chịu, bạn đau đầu quá chẳng hạn, thì chúng ta không nên sử dụng phương pháp này. Thuốc có tác dụng ức chế quá trình rụng trứng, hạn chế xâm nhập của tinh trùng và hạn chế sự phát triển của niêm mạc tử cung thai, nên là thai không đủ điều kiện để làm tổ. Chỉ định này thì áp dụng cho những phụ nữ ở trong độ tuổi sinh đẻ và muốn tránh thai tạm thời mà thôi. Với những phụ nữ mà không được phép tiêm thuốc tránh thai, như là phụ nữ mà nghi ngờ rằng là mang thai, đang bị ung thư vú, ung thư ở buồng trứng, dưới 16 tuổi thì chưa đủ điều kiện, chưa đủ tuổi để sử dụng. Những người mắc bệnh tăng huyết áp, bệnh lý mạch máu, những người mà hay có vấn đề da máu âm đạo bất thường chưa biết nguyên nhân, người mà có ung thư vú đã khỏi 5 năm, người có bệnh lý gan mật làm suy giảm chức năng gan hoặc khối u ở gan, người mắc bệnh lupus ban đỏ đang bị tắc tĩnh mạch sâu hoặc là từng bị tai biến mạch máu não, thiếu máu cơ tim. Và khi mong muốn có thai thì chúng ta sẽ ngưng tiêm thuốc tránh thai và để cho một thời gian khoảng tầm 2 tháng thì cái nội tiết của bạn ổn định trở lại. Và cũng nên tìm hiểu về sự phát triển của thai nhi qua từng giai đoạn để chăm sóc kỹ hơn. Và chúng ta cùng đến với một vấn đề, đó là sau khi tiêm thuốc tránh thai thì có tác dụng phụ gì? Khi bạn xác định rằng tiêm thuốc tránh thai thì có các vấn đề, đó là kinh nguyệt không đều xảy ra cả những người mà dùng phương pháp tránh thai bằng cả hai hormone. Có thể hết sau vài tháng tiêm thuốc thì kinh nguyệt ổn định đều trở lại do hormone được điều tiết ổn định trở lại. Bạn có thể bị rong kinh hoặc là rong huyết. Đây là tình trạng mà kéo dài trên 7 ngày, tiêm thuốc tránh thai bị rong kinh thì không phải tình trạng là nó hay quá hay gặp, nhưng mà thường thấy ở những mũi tiêm đầu tiên thì bạn gặp phải vấn đề rong kinh rong huyết, sau đó thì hết dần và ổn định hơn. Vẫn có thể tiếp tục tiêm thuốc tránh thai tiếp theo. Nếu mà ra máu nhiều là mất máu và giảm lượng hồng cầu, giảm lượng sắt trong máu thì chúng ta nên sử dụng các thực phẩm giàu sắt, uống viên bổ sung sắt để hạn chế cái nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt. Bạn hãy theo dõi nếu tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe không giảm đi ở những lần tiêm sau thì hãy dùng một biện pháp tránh thai khác. Rong huyết là tình trạng mà bạn thấy ra một ít máu ở âm đạo nhưng mà không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt thì cần tìm các nguyên nhân khác gây ra tình trạng này. Sau khi loại trừ các nguyên nhân khác mà vẫn tiếp tục tiêm thuốc, sử dụng thuốc tránh thai thì hiện tượng này sẽ tự hết, không cần phải điều trị gì cả. Trường hợp mà bạn sẽ có tác dụng phụ là tác dụng phụ đau đầu thì bạn thấy rằng là tất cả các mẹ đều xảy ra cái hiện tượng này, là đều bị nhức đầu. Nếu đau nhiều không chịu đựng được thì sử dụng một trong các loại thuốc giảm đau chứa thành phần ibuprofen hoặc là paracetamol. Nếu đau đầu trầm trọng không giảm sau khi uống thuốc thì khám toàn diện để tìm nguyên nhân khác. Ngừng tiêm thuốc tránh thai nếu tình trạng nhức đầu kèm theo mờ mắt, hoặc sử dụng các biện pháp tránh thai mà không chứa nội tiết khác vào cơ thể. Tiếp đến là bạn sẽ bị tăng cân. Thuốc sẽ kéo đến là tăng cân nhanh, kéo dài theo thời gian dùng thuốc. Nếu sau khi dùng thuốc mà tình trạng cân của bạn tăng nhanh và vượt tầm kiểm soát thì hãy đổi sang biện pháp khác.
Nếu như bạn tiêm thuốc tránh thai trên 2 năm thì trường hợp này có thể xảy ra là tình trạng loãng xương, bạn cần phải đi khám hoặc là dừng lại sau khi mà tiêm thuốc tránh thai như thế này. Và khi mà tiêm thuốc tránh thai thì cũng sẽ có những cái biểu hiện đáng nghi ngờ như là bạn giống như có thai làm cho bạn khá là lo sợ. Sử dụng thuốc tránh thai tiêm thì có những tác dụng phụ mạnh như là bạn thấy cương ở ngực, đau bụng dưới, thay đổi tâm trạng mệt mỏi, cáu giận. Và tình trạng này có thể hết đi, nếu kéo dài thì sẽ cần phải điều trị hoặc là ngưng lại. Và ở vị trí mà bạn tiêm thuốc tránh thai thì sẽ có thể bị sưng nóng, đỏ, đau và thường mất vài ngày, chườm ấm sẽ nhanh hết hơn. Áp xe tại vị trí tiêm thì cũng không gặp quá nhiều trường hợp. Ngoài là sưng nóng đỏ tại vị trí tiêm thì thấy có cục nhô lên khỏi mặt da, bị mưng mủ, có thể kèm theo sốt nhẹ. Khi mà thấy hiện tượng này thì cần đến cơ sở y tế để được trích rạch và dẫn lưu cái phần mủ đến phần mủ đó đi. Và đó là những điều mà bạn cần phải chú ý nhé. Nếu mà bạn mong muốn có thai thì để có một thai kỳ khỏe mạnh thì nên kiểm tra sức khỏe sinh sản và nên cách cái thời gian tiêm này khoảng tầm 3 tháng cho đến 5 tháng trước khi mang thai. Đó là những điều bạn cần chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.